Chào cả nhà nhé. Ngày mới chú Sáu kính chúc cả nhà mình nhiều niềm vui, thành công trong công việc hàng ngày. Hôm nay mời cả nhà mình theo chú Sáu, Phù Phi, Ken, Hét Queen đi bắt ba khía nha cả nhà. Đây, vì thấy hàng cá thòi lòi nó đào cả nhà. Hôm nay xuống đây bắt ba khía, gặp cá bắt cá nha cả nhà. Còn chưa có giọt không? Sâu lắm. Tới không? Đúng không? Sâu quá, thôi bỏ đi. Sâu quá sâu. Dính gốc cây ở dưới, gốc cây đào. Cá thòi lòi mà chịu đào mới có, tại nó ở rất sâu. Thòi cái cẳng xuống, thòi cẳng xuống luôn á. Sâu dữ dằn lắm. Thôi bỏ đi. Khó bắt. Thì nãy đào hang cá thòi lòi sâu quá bỏ luôn cả nhà. Bây giờ tới đào hang ba khía. Dính con, chào khán giả Cà Phi. Nãy giờ đào mấy hang không thấy gì con. Win với Phi đào ở đây, Ken chạy tuốt kia chắc kiếm dọp hay gì cả nhà. Không đụng hả? Cái hang còn nói đào mấy hang không có con nào hết. Đó giờ tới mé sông rồi, được con hả? Hang quá hang rồi Phi. Xuống đây nè, trời ơi mình thiên hàng luôn. Thấy hàng kèn, hàng bà khía không đây nè. Ừ, con xuống đó, cặp cặp tới đó. Minh thiên luôn. Phát đi thiếu gì, hàng minh thiên hàng. Bà khía nó đùng trên đây nè, qua thì hàng. Lên khên luôn. Đó con rùa nó chà bá nè Phi. Nguyên. Hai đứa đi cây, hai bên hai mé nè Phi. Sắp tụng đây nè. Qua wow, từng con Phi rồi Ken. Chớ đó Ken thấy cái hang bên đó không Ken? Ngay buổi sáng con thấy chưa? Con đi từ từ thôi. Đó, trời ơi con chà bá luôn. Con chà bá luôn. Trời ơi con hết bự dữ Phi. Yeah. Con hết không con nó bằng con cua luôn á ta ơi. Trời ơi con Phi bắt không nổi con bà khía này luôn, con bà khía này hết hồn tôi Phi à. Ken bị bà khía kẹp rồi cả nhà. Đó, trời ơi. Bự dữ rồi Phi. Trời ơi con bà khía kìa Phi. Hết hồn luôn chưa? Trời ơi con nào nấy à. Qua wow, luôn đi. Quý ơi, lại lụm nè con ơi. Xảy con rồi. Xảy con nữa hả? Chạy đâu con? Chạy con kia rồi. Nè Quý, nè Ken. Minh Thiên rồi con. Đào đi. Bắt đầu thôi. Phi đào đây cả nhà. Con còn lú đầu rồi thấy không Ken? Thấy lú đầu không con? Qua cả nhà bắt kiếu quá chừng cả nhà. Qua cái chỗ này bắt quá chừng bắt kiếu rồi. Con cứ đào đi. Đó, con bắt lại đi. Không có đâu Phi. Đào mấy hang này thế nào cũng có nè. Bình thường. Hai này cay quá. Nó mới ăn.
chạy hả? Chạy bán tốc độ luôn á. Cái hàng đó là quỳnh. Cái hàng này kinh con đào, cứ hàng nào cũng đào hết. Là lá chín cháu à. Đồ ơi, con bự quá. Qua hai con hết anh. Con nè, đây, ráo vô thùng nè. Vũ bỏ thùng. Trời ơi, sấy. Được không? Ơi được. Hết chạy luôn. Hết chạy nổi. Qua wow, bà tía còn màu nó bự quá cả nhà ơi, con bành bành không. Đi qua bên Vin đi vậy. Mồi hàng đó luôn Vin. Xấu rồi. Nằm ở dưới á. Có hàng đó Vin. Đúng chưa kêu Vin. Đó lên nó, lên nó. Xấu. Xấu rồi. Nằm ở dưới á. Con thấy nó trền trền nhưng mà lúc đó là có đó, nó đang. Phan con. Bên. Con bự hả, nhỏ. Đâu rồi? Con nhỏ dục luôn hả Phi? Nó thả. Thì đây có hàng cua nhiều lắm nha. Đó đó, Phi bắt được con. Cua kẹp rồi, cua biển hả Phi? Bà khía mà kẹp la làng dữ hả con? Con này chắc bự lắm, trời ơi con bà khía à. Wow, con bà khía quá dữ cả nhà. Quá dữ rồi, đó. Bành kỳ luôn. Trời ơi, quá bự. Đây bắt con là đáng một con, con bự bự bành bành không luôn á. Đừng con nữa ha. Đây có giọt lắm nha. Giọt nhiều lắm á. Dính chưa? Mà thấy đó là con trai. Đúng phải không? Chưa kẹp là hôi hối rồi. Đây thùng đây. Cứ bỏ vô thùng đi. Chà, con này rất bự lắm, hay sao mà em dữ vậy Phi? Ơi, hát Quyên bắt được con nữa kìa. Tao gọi Quyên bắt được con thì chà bá lửa luôn tao. Wow, bành kia rồi bên đây anh Phi làm con nữa cả nhà. Wow, con nào nó bành không luôn. Chừng 10 con này thôi mà đem về nấu canh vua lá me là ăn ngon luôn á. Có, tụi con cứ moi đi, hang nào cũng moi hết. Nó nhiều ngách lắm, một con mà nó ở cả chục cái ngách rồi. Nó đào không có chứ cuộc dưới chạy lên. Kem đào dụ hả, cho con này bự lắm bụ. Bự. Dạ. Nó mắc hang, đào mắc hang. Mấy chú sáu bắt được mớ bà khía cả nha. Vô đây chắc ký mấy à. Cây đâu lọt trong đây là. Có cái cây nữa. Con nào nó bự không bây giờ. Bà khía này con nào nó hết hồn không. Khôn lắm. Đang kẹp hả Phi?
kệ kệ cho nó kẹp mạnh mạnh đi hả. Con này là con mồng, con nói là con mồng đúng không? Lên 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 cho nó kẹp ngay cái tay á, cái con gị nó lên luôn hả. Trời ơi con bự dữ, chà bá lửa luôn đó. Trời ơi quá bự, quá bự. Còn đi không Phi? Chạy nhấp á, con coi đi chỗ nào rồi con chạy nhấp, coi nó đi tới đâu, coi đi đâu chạy nhấp. Kìa chạy qua đó hả? Ủa con bự quá, con bự quá, chụp chui xuống rồi hả? Uống gì không? Còn nó bự ghê không? Chà bá lửa luôn. Con chạy vô đây. Nãy chạy qua bên đây con bự lắm nè. Mất tiêu luôn hả? Thôi thà nó đi con ơi, như đây mình bắt bữa hôm nay vậy là cũng bội thu đủ ăn rồi con. Ừ. Tới nước đất mà trên trên là có nó ở đó Phi, đúng chưa? Thấy chưa? Đó đúng rồi, đúng rồi. Nó kẹp nè, con cho nó kẹp cái càng vô cái tay đi rồi gị nó lên luôn à. Vô lên 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 con bự nha, đó. Chà bá lửa luôn cả nhà, quá cỡ luôn. Hàng này có luôn. Ừ. Tiếp tục hang kế bên nha cả nhà. Mấy chú cháu bắt bà khía nãy giờ thôi được con mới rồi cả nhà, chắc cũng cỡ ký mấy à. Ký mấy 2 ký cả nhà. Thôi bây giờ đi về. Như đây đủ ăn nè cả nhà. Dạ, đây chú Sáu chia sẻ cả nhà mình cùng xem thành quả bắt bà khía ngày hôm nay của mấy chú cháu luôn nha. Lại mấy chú cháu bắt bà kia giờ Phi Ken với Hackwin rửa và đem lên đây chia sẻ cả nhà mình cùng xem luôn nha. Đang rửa bà kia cả nhà, chắc cũng cỡ khoảng 2 ký cả nhà, quá cỡ rồi. Thôi coi Ken vô đây về nhà nấu canh chua con ơi. Wow, trời ơi, con nào nấy hết hồn. Càng nào nấy cả nhà. Wow, trời ơi. Trời ơi, con nào bự chà bá, chà bá. Thôi, cái clip chú Sáu xin tạm dựng đây. Chào các con luôn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh chú Sáu Phú Đông trong những thời gian vừa qua. Ủng hộ và chia sẻ, đăng ký kênh cho chú Sáu nha cả nhà. Chào tạm biệt, hẹn clip sau cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.